Rồi. Ok, rồi mình bắt đầu cái chương trình của mình ha. Mình là cái chương trình này mình gọi là 90 Day Bootcamp, hay là của mình tạm gọi à, mình lấy cái tên của ông Eric Worre á. Ông gọi là 90 Day Campaign để mình có thể có sự cất cánh trong cái sự nghiệp của mình á. Bởi vì trong cái công việc này là nó không có cái chuyện mà chậm mà chắc. Mình làm á, cứ mỗi một tháng mà mình recruit một người, xong rồi tháng sau mình người nữa, rồi sáng sau mình người nữa. Với cái mô hình mà mình được chia sẻ giống như là the power of one đó, là giống như mình recruit một người, rồi cái người đó recruit một người khác, thì đúng 12 tháng sau là mình được 1.000 người. Nhưng mà thực tế cái đó nó là theory, nó chỉ là một cái mô hình và nó không bao giờ nó có được cái kết quả gì hết. Mình cũng biết đó, là không phải ai vào trong cái business này rồi họ cũng ở lại và làm việc với mình. Thậm chí cái người mà tuyển dụng cái mình vào đó cũng có thể là bỏ cuộc ở bất cứ lúc nào. Cho nên á là mấy anh chị mình phải trong một năm, giống như trong cái mình được đi chia sẻ của chương trình của anh Đi, nó là kiến tạo cuộc đời ngoại hạng. Một trong những cái yếu tố một người ngoại hạng đây là mình gọi là world class performers, nghĩa là những con người xuất chúng trong bất cứ lĩnh vực nào, trong ngành nghề nào, thì đều có những họ có một cái gọi là 90 day burst. Thì cái 90 day burst này là trong một năm thì mình chỉ có được mình bỏ ra là 90 ngày để mình làm hết sức mình, để mình làm một cái việc gì đó. Mình nó gọi là 90-91, nghĩa là 90-91 đó. Thì mình làm hết sức mình trong vòng 90 ngày, và mỗi một cái việc mình làm là mình làm trong vòng 90 phút, và sau đó mình phải ngừng. Và hôm nay đó mình cũng tình cờ, thì thông thường á là khi mà mình làm một cái việc gì đó mà mình làm sai đó, thì mình luôn luôn là mình trở lại cái điểm ngay từ bắt đầu, mình sai ở đâu để mình tìm ra cái sai của mình. Bản thân mình có cũng khá nhiều những người mà mình đăng ký vào thường xuyên, nhưng mà tại sao mình vẫn không được có được cái sự gọi là đột phá trong cái công việc của mình á. Có thể nói là anh Vũ Phạm cũng là một trong những người đó, là đăng ký rất là nhiều người vào trong hàng ngang, nhưng mà vẫn không trong cái kinh doanh vẫn chưa có đột phá. Là mình thấy mình khi mà mình làm như vậy thì mình tìm hiểu về mình đọc sách, mình nghe những cái leader giảng dạy, rồi mình tìm hiểu về lý do tại sao mình lại có cái vấn đề đó. Anh An anh nói như vậy nè, cái business này ví giống như một cái gia đình ha, và cái giai đoạn đầu là mình sinh con đẻ cái việc này rất là dễ, và đặc biệt trong cái công việc kinh doanh với New Skin đó, đăng ký là miễn phí. Ngoài ra những dòng sản phẩm của New Skin mình rất độc đáo, mình có thể chia sẻ với ai đó và họ có thể mua sản phẩm và họ đăng ký. Một cái việc này là việc rất bình thường. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn mình nuôi con thì thật sự giống như anh chị em nào mà có con cái, thì mình nuôi con mình làm cái gì? Mình cung cấp đồ ăn và mình cho quần áo mặc, cái đó là giai đoạn dạy con mấy anh chị ha. Cho nên á là trong cái business này cũng vậy, mấy anh chị có người mới vào, mấy anh chị hướng dẫn họ, đưa họ cái hệ thống số 7, cho họ những cái đường link, cho họ những cái thông tin, chẳng hạn nói anh chị muốn tìm hiểu về Life Path Nano, muốn về Vitality Transformation, tìm về Xlock, là mình chỉ họ, mình trao cho họ những cái đường link. Những cái đó là gì, mình gọi là trong cái nuôi dưỡng con cái là mình cấp dưỡng, mình cung cấp thức ăn. Nhưng mà thật sự ra mấy anh chị mà muốn con của mình á nó có thể trưởng thành và độc lập để đi ra ngoài tự lập á, là mình phải dạy con. Cho nên thông thường là nếu mà mình làm trong được cái việc đó là mình fail, nghĩa là mình fail, là cái người con mình cũng fail. Fail như vậy rồi thì như thế nào, là cái business mình nó cũng fail luôn. Cho nên khi mà mình fail như vậy, mình trở lại ngay cái giai điểm từ đầu, mình xem cái mình fail ở đâu. Thì thật sự ra mình fail nghĩa là khi mà mình có một cái người mới đăng ký vào và cái người mới đó không biết làm cái gì bước kế tiếp. Hoặc là mình cái cách mình hướng dẫn, cách mình dạy chưa đúng, và cái người đó không hiểu để họ có thể họ không biết cách để mà họ làm. Cho nên ở ngay cái thời điểm này ha, mấy anh chị nào mà đang ở cái vị trí mình gọi là
lapis trở lên đó, có nghĩa là ở dưới mình có hai accusative rồi, thì mấy anh chị phải học cái system 7, tinh thông cái system 7 để mấy anh chị có thể dạy lại cho cái mình gọi là dạy con đó, dạy lại cho hai cái downline của mấy anh chị là hai cái người accusative này, để hai người accusative này họ có thể đứng vững được, họ có thể làm được những cái việc mình làm. Lấy ví dụ anh Tommy Viên là một người rất giỏi, anh đi thị trường neo giỏi, anh chốt, anh nói chuyện được với người khác, anh tiếp cận được, anh chốt được những cái hợp đồng. Vấn đề ở chỗ là cái việc anh làm người khác làm không được thì cái business anh nó không có tăng trưởng, ngược lại anh còn bị áp lực rất là nhiều, anh giống như anh có một cái việc làm khác vậy đó, mà thậm chí cái việc làm này income á, cái lợi nhuận nó có thể thấp hơn cái việc anh làm bình thường nữa. Cho nên nó là nếu nha, nếu nếu mà thật sự nó như vậy thì mình phải xem xét lại, cũng giống như bản thân mình cũng vậy, mình cảm thấy công việc làm mình của mình bị sai cho nên mình phải xem xét lại coi mình sai ở đâu rồi mình chỉnh sửa lại từ đầu. Cái mà mình bản thân mình sai á là mình sai ở cái chỗ là cái mình giúp cái người mới khởi động, nghĩa là bước khởi nghiệp, cái bước khởi nghiệp đó là mình làm sai. Cho nên ngày hôm nay thì thông thông thường là mình nói là luật hấp dẫn ha, mình đi tìm cái gì thì mình sẽ thấy cái đó. Cho nên cái phần mà ngoài giống như là khởi nghiệp như thế nào thì dĩ nhiên là mấy chị phải làm theo cái hệ thống số 7 nha. Cái này là không phải mình sẽ không có train được cái hệ thống số 7. Cho nên á mình chỉ chia sẻ sơ thôi. Cái phần khởi nghiệp sau khi mấy anh chị làm theo cái hệ thống số 7 rồi đó, cái phần đầu tiên á là dĩ nhiên á là mình phải chúc mừng, mình phải hoan hô, mình phải vinh danh, mình nói chúc mừng các anh chị đã có những cái quyết định đúng đắn, qua cái cơ hội new skin này anh chị có thể tìm được sự tự do về tài chính và thời gian và cộng thêm một sức khỏe. Cái đó là nếu như cái người đó đăng ký với cái lý do là vì tự do về thời gian và tài chính thì những cái đó mình nói. Như là cái mà mình chúc mừng là nó phải dựa theo ha, nó phải dựa theo cái mà cái mục cái lý do mà cái người downline của mình, cái người tuyến dưới của mình họ đăng ký. Và cái việc thứ hai đó mình phải nói với cái người này rất là rõ, cái kinh doanh này là cái kinh doanh riêng của anh chị chứ phải không, không phải là cái này á, là kinh doanh riêng của anh chị, cho nên cái sự thành công của anh chị là mấy chị phải chịu trách nhiệm cho sự thành công của mình chứ không phải mình là cái người chịu trách nhiệm cho sự thành công của mấy anh chị. Giống như anh Thơ Mì đăng nếu mà anh Thơ Mì đăng ký vào ở dưới mình nói là nếu anh Thơ Mì khi mà anh Thơ Mì làm việc thì mình sẽ hỗ trợ anh Thơ Mì trong hết tất cả những cái khả năng mình có thể, chứ mình không thể nào mình làm giùm anh Tommy được, mình không thể nào mình đi ra ngoài mình chia sẻ rồi mình đăng ký người rồi mình để ở dưới anh Tommy. Cái đó có nghĩa là gì, mình làm giùm anh Tommy là thành công, mình đâu có thành công, mình đâu có làm giùm người khác được, cho dù mình có làm giùm được rồi mình làm được bao nhiêu lần như vậy, không lẽ là 12 người accept cơ thể của mình đều làm giùm hết à? Như vậy là những người đăng ký vào là bù nhìn không làm gì hết à? Cho nên cái việc đó mình phải nói rất là rõ cho cái người mà mình đăng ký vào đó, cái business này là cái business riêng của anh chị, mà chỉ có sự khác biệt là anh chị không có làm một mình mà làm cùng với nhiều người thôi. Và đây đây là cái mà bản thân mình á là mình làm sai ở cái phần này, là mình nói là cái sự thành công của anh chị là cái sự thành công của em, cho nên em sẽ cố gắng hết mình để em giúp đỡ cho anh chị đó. Thông thường là tất cả những anh chị em mình đều nói như vậy hết. Khi mà mình nói như vậy thì cái người đó họ sẽ ỷ lại vào mình và họ họ làm không hết sức của họ. Và đặc biệt mình phải nói là ok, anh chị thành công được là tốt cho anh chị, mà anh chị không thành công được nó là bởi vì anh chị không có hành động, không có làm gì hết, do đó nó không ra kết quả. Thì khi mà mình nói trước như vậy rồi đó thì cái người đó khi mà họ không thành công họ không có đổ lỗi vào mình, họ nói ô tôi hình như tôi đăng ký lộn apply, tôi đăng ký vào lộn đội nhóm, tôi cái này cái nọ, rồi đổ đổ lỗi đủ thứ, thậm chí nói đổ lỗi luôn sản phẩm và cả công ty này. Cho nên nếu mà mình nói trước để cho cái người này, họ có những cái tâm lý trước rồi họ không sẽ không nói cái đổ lỗi khi mà họ làm không việc không được. Và
Cái việc thứ ba đó, sau khi mà mình chia sẻ với họ rồi, mình đăng ký họ vào, thì mình phải làm gì? Mình phải nói cho họ mua một cái gói sản phẩm gì đó theo nhu cầu của họ cần. Bởi vì mình có người mới mà không ai mua cái gì cả thì mình đâu có doanh số mấy anh chị. Cái này là đâu phải là thi đua nhau đi ra ngoài đăng đăng ký số lượng người, ai đăng ký nhiều người thì người đó thắng, đâu phải. Mình đăng ký người là cái người này phải phải có trải nghiệm sản phẩm, phải có mua một cái gì đó thì mình mới có doanh số được. Lý do mà mình doanh số eo ụt mỗi tháng mình không có đủ 3.000 điểm doanh số, hay là mình không hơn nổi 3.000, là tại vì mình không làm được cái phần đó. Ok. Rồi cái sau khi mà mình đã họ trải nghiệm những cái sản phẩm rồi, đúng không? Họ order hàng rồi thì mình mới nói là mình phải đưa cho họ những cái kế hoạch làm việc, chẳng hạn như là bây giờ anh chị muốn ra Ruby ha, ra Ruby thì mình đưa cho họ một cái mô hình để họ làm, để họ biết, để họ nhìn theo và họ làm. Tại người mới rất đơn giản, đặc biệt là những người mà họ là hoàn toàn là mới, chưa từng làm cái công việc này lần nào hết, thì mình chia sẻ, mình nói với họ anh chị trải nghiệm sản phẩm, chia sẻ với ba người khác thì họ sẽ đi chia sẻ với ba người khác, đơn thuần như vậy đó. Mình kêu họ 5 người không xin 5 người nữa, thì mình kêu họ một người họ sẽ đi chỉ một người thôi. Cho nên cái đó là tùy thuộc vào mình. Và cái phần cuối cùng thông thường là ai cũng muốn ngoại trừ ha, ngoại trừ có những người mà cái bản tính là một cái người như là cái vai là lãnh đạo đó, thì họ không muốn nghe những người khác thôi. Nhưng mà thông thường ai cũng muốn ok, bây giờ tôi tham gia rồi, tôi làm gì bước kế tiếp? Cái câu hỏi này mình nghe rất thường xuyên. Tôi tham gia rồi, tôi làm gì bước kế tiếp? Ngày mai tôi làm gì? Thì mình nói cái người này, ngày mai anh chị phải làm ấm là những mối quan hệ, ngày mai anh chị phải chia sẻ với một người, ngày mai anh chị phải có một nhà phân phối mới chẳng hạn. Và đó là lý do tại sao mình đưa ra cái mục tiêu cho mấy anh em mình làm trong cái ngày hôm nay. Nghĩa là ngày hôm nay đó, bản thân của mình thì bởi vì cái người downline, mấy mấy người downline cũng đó, họ làm việc từ ngày hôm nay, tại vì ngày hôm nay là ngày thứ sáu, cho nên nó là rất là bận, cho nên không có ai mà nhờ nhờ mình nói chuyện với người nào hết, để có tuyến dưới, cho nên mình không có tuyến dưới ngày hôm nay. Tuyến dưới nghĩa là cái tầng thứ hai của mình không có, là ngày hôm nay mình fail cái số 1. Riêng cái số 2 đó, nó là làm quen với ba chủ tiệm nail ở Atlanta, hoặc là ở Houston, hoặc là ở San Jose. Cái này là mình đã chia sẻ với cái này vào ngày bữa trước nữa, chứ không phải là ngày hôm nay. Nhưng mà mình đưa vào cái mục tiêu ngày hôm nay, tại vì mình không có thấy anh em nào nói là tôi đã đạt được cái này. Trong trong cái Facebook đó, ở ba cái thành phố lớn này á, là 12,7 triệu người. Trong cái 12,7 triệu người mà mấy anh chị không làm quen được ba người thì cái này là quá vô lý. Ok, rất là vô lý. Bản thân mình không làm và mình á là mình không làm quen được ba chủ tiệm nail, tại vì mình khi mà mình nói mình làm quen với người Việt Nam, họ đâu có nói là ô tôi là chủ nail, nhưng mà ít gì họ cũng mình biết á là họ cũng có quen biết ai đó trong trong ngành nail, tại vì là người Việt mà. Mình có quen một cái chị tên là tự nhiên mình quên tên ngang rồi. Chị này chị ở San Jose, Cali, mà chị là chủ một cái tiệm nail 7 thợ. Coi như là mình đạt được một phần trong 3 phần, như là mình có kết nối hơn ba người nhưng mà chỉ được một chủ tiệm nail, nhưng mà nó đã cũng là một cái thành công nhỏ mấy anh chị ha. Dĩ nhiên mình kết nối không phải là ok, với mình kết nối với cái mục đích là cái người này sẽ là cái người khách hàng mua cái bộ Tion, mua Tion ID, hay là đưa cái nu pedicure vào tiệm. Mình kết nối để mình có một cái người bạn mới, rồi mình làm thân. Nếu như cái người này có cái nhu cầu chẳng hạn như là tăng income trong tiệm, mình có thể giới thiệu cái new skin vào, hoặc là cái người này có nhu cầu về sức khỏe thì lúc đó mình mới giới thiệu về cái những dòng sản phẩm của Pharmanex, hoặc là cái người này muốn kinh doanh, muốn làm cái công việc gì đó khác biệt, thì mình lúc đó mình mới giới thiệu cái cơ hội new skin. Nghĩa là mấy anh chị phải chuẩn trong cái tâm lý của mình khi mình làm quen với một người bạn,
là mình đơn thuần là mình đi làm quen với một người bạn. Cái lúc mà mình chia sẻ đó, mình chia sẻ cũng vậy nữa, không phải trong cái tâm lý tôi phải săn cái người này trở thành khách hàng hay là nhà phân phối của tôi, nó không phải như vậy, bởi vì không ai muốn mình bị săn hết trơn á. Cho nên á, khi mà mình chia sẻ là mình làm gì, với cái tâm lý là mình muốn cái người bạn này có ý thức những dòng sản phẩm của New Skin mình có, và cái cơ hội này có thể mang lại cái gì cho họ, cái đó nó gọi là chia sẻ. Cho nên á, nó mới vào cái phần số 3, có nghĩa là mình làm 3 bài thuyết trình, nghĩa là bản thân mình một ngày mình làm hơn 3 bài thuyết trình. Hôm nay là mình làm khoảng 6, nhưng mà mình không giống như là cái số 1 mình không có, cho nên số 3 mình, số, cái phần số 2 của số 3 là mình không có, nghĩa là làm 3 bài thuyết trình cho tuyến dưới không có, tại vì tuyến dưới của mình ngày hôm nay bận. Nhưng mà mình chia sẻ, mình tự hào mình chia sẻ, nhưng mà thất bại mấy anh chị ha, mình thất bại, mình không có nhà phân phối mới và mình cũng không có ADR mới nữa, nhưng mà cái việc mình làm mình cứ làm thôi. Thất bại hay là như là trong kinh doanh có lên có xuống là một cái việc rất bình thường mấy anh chị ha. Và cái số 5 đó, ok, là xem lại cái bài BB ngắn của anh An Nguyễn. Cái bài BB ngắn này phải nói là cực kỳ hay, đó là bởi vì á, ok, khi mà mình đi ra ngoài, mình đi mình nói chuyện với người bạn bè mình, cái việc mình làm là mình tạo cho họ cái sự tò mò để mình có thể mời họ, mình có thể mời, thì cái bài BB ngắn này nó sẽ giúp mình tạo cái sự tò mò để mình có thể mời cái người đó vào một cái buổi, vào một cái khi mà mời đó, nó có thể là gì, nó có thể là một cái đường link cho cái video khác, nó có thể là một cái webinar, nó có thể là một cái conference call, và nó có thể là một cái local meeting, một cái home meeting, hoặc là một cái BB chị Hà đang đi chẳng hạn. Mình đã tắt cái chức năng điện thoại rồi, mình không có số điện thoại cho gọi vào. Nó chị Hà là mở go to meeting và bấm chọn join meeting. Cái số meeting là 9670617070. Lặp lại nha, không có số điện thoại để chị Hà gọi vào. Cái số meeting ID là 9670617070. Ngày hôm nay ai làm được hết trong năm cái phần này, hay là ai làm được trong một trong ba cái này, thì mình mở đường like cho chia sẻ nha. Ai ai tình nguyện đây? Không lẽ không ai làm cái gì hết hả? Alo anh Tâm Mì ơi. Hello, anh nghe cho anh. Rồi, ngày hôm nay anh đã làm được gì anh Tâm Mì? Hôm nay chẳng như hôm nay và ngày hôm qua anh chỉ chia sẻ với bạn bè, tại vì anh rất là bận, nhưng anh chỉ chia sẻ với bạn bè trên phone ở trên bang khác thôi, chưa có cái gì kết quả hết cho anh. Dạ không sao. Cái việc quan trọng á là mình có những cái hành động, mình làm cái việc gì đó nó liên quan tới cái business mình là ok rồi. Chắc chắn em, chắc chắn là cái này nó ăn sâu vô trong tâm trí, trong não, trong óc của mình rồi. Thành ra là làm bạn trên Facebook, rồi làm bạn qua điện thoại, có nói chuyện với bạn bè, tại vì cũng biết lâu rồi nhưng mà mới tìm được ở trên Facebook, rồi cũng có gọi ở bên Chicago, rồi cũng có gọi ở bên bên Florida, cũng chia sẻ. Và đồng thời thì có một hai người bạn thì hẹn ở dưới Fairview ngày thứ hai này. Dạ, quá hay. Thì anh cũng có mời bạn về nhà để làm demo ngày mai nữa. Ok. Cái này đó tao mày để sẵn em chia sẻ luôn cho nhiều người khác luôn nè. Khi mà bắt tay vào trong công việc này mà làm thì dĩ nhiên ai cũng muốn mình được thành công, chứ không không ai muốn mình tốn thời gian mình vào làm chơi, không bao giờ có. Và ai cũng có những cái mục tiêu. Dĩ nhiên cái mức ai cũng muốn là trở thành một team lead,
Trước khi trở thành team elite, mình có những cái mục tiêu nhỏ, mục tiêu trung bình và mục tiêu lớn. Làm anh chị đem lại chút xíu. Cho nên á, khi mà mình làm việc không có kết quả, bản thân mình cũng vậy ha, chứ không riêng gì mấy anh chị đâu nha, mình cũng mới giống như anh chị mà thôi. Cho nên á, khi mà mình làm việc mà không có kết quả thì mình phải để ý lại cái hành động của mình, những cái gì mình làm, cái mục tiêu mình đưa ra, cái hành động mình làm nó có liên quan tới cái mục tiêu mình hay không. Chẳng hạn như bây giờ đó, mấy anh chị nói là tôi muốn trở thành Ruby và mỗi ngày tôi làm việc new skin, tôi làm new skin. Nhưng mà anh chị nghe conference call nó không phải là làm new skin nha mấy anh chị ha. Mấy anh chị ngồi xuống uống cà phê với bạn, nó không phải làm new skin. Khi nào mấy anh chị chia sẻ về cái cơ hội new skin, chia sẻ về sản phẩm, nó mới là làm new skin. Cho nên mình không có kết quả thì mình hay để ý lại cái việc mình làm, cái hành động mình làm. Cái này là mình học một cái bài học rất là lớn từ ông team elite 10 triệu ở bên Singapore đó. Ông nói là cái người người ta hỏi ổng là tại tại sao tôi làm việc nhiều hơn người khác, tôi làm ngày làm đêm nhưng mà tôi không có kết quả, là bởi vì mình làm sai. Cái việc làm nó không có cái sự tập trung, nó không có liên quan tới cái mục tiêu mình đưa ra, và do đó mình không có kết quả. Anh Tommy đồng ý với em không? Ok. Hello John nghe. Hello John. Dạ, nghe. Ok. Bây giờ ai muốn góp ý, ai muốn chia sẻ gì nữa đây? Hello chị Thuận ơi, hôm nay chị Thuận có làm được cái gì một trong năm việc này, hay là làm được hết được năm việc? Hôm nay Thuận rất bận ở trong tiệm. Thuận chỉ có chia sẻ khi mà vừa làm khách vừa nói chuyện với khách về những cái việc của Thuận đang làm thôi. Khi mà Còn ngoài ra là không có làm được một cái gì ở trong năm cái đó hết. Ok, nó chị đã có làm trong cái phần số 3 rồi đó chứ. Nếu mà là chị đã chia sẻ có nghĩa là chị đã làm thuyết trình. Cái đó thì có, tức là vừa làm khách thì vừa vừa dùng sản phẩm đó cho khách và vừa chia sẻ với khách về cái sản phẩm và công ty luôn. Cho nên mình làm được cái phần đó, nghĩa là mỗi mỗi một ngày mình có 5 cái mục tiêu, 5 cái việc mình cần phải làm. Nếu mình làm được một ba việc là mình rất là hay, mà at least mình cũng phải làm được một việc đúng không? At least một việc đúng rồi. Rồi nếu mà nói về new skin á, là mình có cái system 7, cái hệ thống số 7 đó. Mình gọi là cái nó có cái chu kỳ kinh doanh. Cái chu kỳ kinh doanh là những khi mà mình làm new skin là những việc mình cần phải làm. Hạn như ngày hôm nay là anh Tommy nói là anh Tommy liên lạc với những người bạn ở tiểu bang khác thì gọi điện thoại, bởi vì anh Tommy bận, là anh Tommy làm cái số 1 là làm quen hoặc là làm thân. Nhưng mà và cái này á, là cái việc mình phải làm mấy chị ha. Nhiều khi mình nói ok, trong cái activity list những cái mình đưa ra mình không có cái này, nhưng mà mấy chị cũng phải làm. Đó là mình biết á, mình làm kinh doanh với con người, cái duy nhất mình cần nó là con người. Cho nên mỗi một ngày tối thiểu mình phải làm quen được ít nhất là một người bạn mới, tối thiểu phải có một người bạn mới. Còn lý tưởng và đẹp nó là ba người. Ở khắp nơi đều có người hết á. Bản thân mình ngồi ở nhà mình còn làm quen được với người, mà ai bảo đi ra ngoài không làm quen với người là hơi vô lý. Nhìn xung quanh toàn con người mà. Chị Thuận đó, hoặc anh Thơmy, hoặc là những ai trong cái ngành nail, khi mà mình làm khách thì dĩ nhiên có những người khách rất là mến mình, chắc chắn là phải có, mình gọi là khách ruột đó.
Thì những người khách này mình nên trao đổi Facebook. Mình nên trao đổi Facebook để mình làm thân với họ. Yes, có. Có request vào Facebook, có gửi link cho họ coi về cái mình đang làm. Cái đó có thể là hơi vội. Tại không, tại vì họ muốn xem. Tại vì mình xài cho họ bằng những cái products của Nu Skin, thành ra họ nói là họ muốn vô coi. Một trong những cái mẹo nhỏ đó, sau khi mà mình kết bạn với họ đúng không, họ accept xong rồi, mình làm khách xong mình hỏi là ok cái móng tay ngày hôm nay tôi làm cho anh cho bà đó, bà có thích không, nó có đẹp hay không, nếu bà thích tôi có thể chụp hình cái bàn tay của bà được hay không, rồi tôi đăng lên Facebook. Khi mình đăng lên Facebook á, thì mình thác cái tên của cái người đó vào, và cộng thêm những cái vài vài lời khen ngợi nha. Compliment á, là khi mà mình không lẽ mình làm với người khách nửa tiếng đồng hồ, 1 tiếng đồng hồ mình không có nói gì hết, chắc chắn mình phải có nói cái gì rồi. Đó, khi mình nói khi mà mình post lên, mình phải comment những cái gì đó mà cái người này khi mà họ đọc á, là họ phải comment ngược lại. Cái đó là cái rất là quan trọng. Khi mà họ comment ngược lại thì chắc chắn những người bạn của họ cũng sẽ để ý tới. Khi mà người bạn của họ cũng comment cái gì luôn, nếu mình chưa quen người đó thì mình kết nối cái người đó luôn. Từ một người thành hai người. Và luôn luôn lấy cái tiêu ở trên mạng là cái tiêu chí này nha. Cái quy trình làm việc trên mạng, thứ nhất là mình hỏi những thông tin cá nhân, thứ hai là hỏi những ngày quan trọng, thứ ba là hỏi những cái hội nhập, thứ tư là những cái sở thích. Sau sau khi mà làm được 4 cái đó rồi, mình có thể nói chuyện được qua lại đó, đồng nghĩa với mình đang từ 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 một người bạn bình thường qua tới một người bạn thân. Dĩ nhiên tới lúc mà chuẩn bị tới cái mức độ đó thì mình xin cái số điện thoại, nó rất là bình thường, xin điện thoại, xin email, xin Skype, xin gì đó, rồi sau đó mới đi vào cái phần là sự nghiệp của người ta. Mục tiêu cuối cùng của mình là đi vào cái hướng sự nghiệp. Khi mình đi vào cái hướng sự nghiệp, mình nói chuyện với người ta đó, thì hầu như ai cũng không thích công việc mình đang làm. Hầu như ai cũng vậy đó. Thì lúc đó mới là lúc mình mới mời, tại vì mình thân thiết rồi, mình mời nó dễ hơn. Nếu như tôi có một cái công việc có thể giúp cho anh chị có thêm thời gian và tài chính, anh hay chị đó có muốn tìm hiểu thêm hay là không, luôn luôn câu trả lời là yes. Nên nếu mà mình làm được cái việc đó đều đặn thì mình luôn luôn có người để mình chia sẻ. Khi mà mình có người để mà mình chia sẻ, số 2 làm được thì nó chắc chắn phải có cái số 3. Cái số 3 này đó, nó giải tỏa những cái Hello thắc mắc. Cái này nó cần thời gian chứ không phải một ngày một bữa mình học được. Hello Thảo. Cho nên á, vô vô tới cái phần số 3 này đó. Ok. Là mình bắt buộc phải tham gia những cái buổi conference call, những cái buổi mà chia sẻ về những câu hỏi thường gặp, đặc biệt là của anh Vinh Lê hay là của anh Tuấn Nguyễn, team lead 3 sao Tuấn Nguyễn đó. Hai người này trả lời những cái thắc mắc dạy rất là tuyệt vời, và những cái đó những cái kiến thức mình cần phải có để mình trang bị. Chẳng hạn như mình đi ra ngoài mình chia sẻ là những một trong những 5 cái này gặp thường xuyên nhất nè: tôi không có tiền, tôi không có thời gian, sản phẩm quá mắc, tôi không thích bán hàng, tôi nói chuyện không giỏi, tôi không có kiến thức, vân vân. Như vậy thì những cái này là mình phải có những cái mình phải trang bị cho mình những cái kiến thức có sẵn để mình giải tỏa những cái thắc mắc này. Nó mới làm số 3 được thì nó mới làm được cái số 4. Tôi nghĩa là số 3 xong rồi thì họ đăng ký xong rồi mình đưa họ vào cái số 4. Vào cái số 4 là mình làm cái gì? Là mình bắt đầu họ vào cái hệ thống số 7. Mình làm 1 2 3 với họ. 1 2 3 xong rồi ha. Mình mới từ từ mình mới đưa họ vào cái những cái thói quen nòng cốt, là mình đi vào 1 2 3 xong rồi đi 4 5 6 xong rồi tới số 7.
Và cái này nó là cái system seven. Khi mình làm được cái việc này đều đặn đó, cái chu kỳ kinh doanh này đều đặn là cái hệ thống của mình nó sẽ tăng trưởng. Những ai mà không có doanh số, có nghĩa là những người đó không làm cái 1, 2, 3. Những ai mà mất lửa, mất phương hướng, không biết phải làm cái gì bước kế tiếp là người đó không có làm cái 4, 5, 6. Cái hệ thống số 7 nó rất là tuyệt vời. Nó sẽ cho mình những cái tư duy, nó sẽ cho mình những kỹ năng và những cái kiến thức những cái người mới cần phải làm. Ai có cái gì góp ý nữa đây? Thảo, hôm nay em làm được gì Thảo? Dạ. Hôm nay em làm được cái gì? Ồ, hôm nay hả? Hôm nay đi làm nhưng mà làm có làm một việc nhưng mà thấy là bị thất bại rồi anh ơi. Không sao, thất bại là việc bình thường. Là hồi nãy em có nói với anh John là có một người nhờ order đồ trên mạng á. Thì vô có nhờ anh Vũ Phạm help em là sign up này nọ, xong rồi cái tới cái bước mà tới ngày birthday với bỏ cái số social với cái họ nói ô cái con bé nhỏ con của chị đó nói ô mẹ em đi ngủ rồi em không biết cái information birthday gì của mẹ em hết, thôi để ngày mai mẹ em gọi lại chị nha. Ok rồi xong. Ok, cái đó đó, nếu như là anh nha, mình làm cái việc gì vậy mình phải làm cho nó xong. Mình có thể đăng ký cái người đó thành prefer customer để cho người đó có thể mua sản phẩm. Tại nói chung quy đó, công việc của mình nó là gì? Moving product, nghĩa là sản phẩm của mình phải có người tiêu thụ, mình mới có doanh số và mình mới có tiền hoa hồng. Và mình không có dụ cái người này chấp nhận mua mà mình đâu phải dụ đâu. Cho nên á, cái người này không muốn đưa ra cái số an sinh xã hội không sao, cứ vẫn tạo cái tài khoản cho họ thành một là một cái prefer customer trước. Sau đó khi mà người này nhận sản phẩm, trải nghiệm sản phẩm thì sao mình em mới hỏi cái người đó bây giờ chị thấy sản phẩm như thế nào, chất lượng chị thích, chị thích đúng không, thì mình hỏi người ta như vậy đó. Thì cái việc việc kế tiếp là rất đơn giản, chị chia sẻ với ba người khác, mỗi một người một cái mua một cái gói sản phẩm giống như chị đó, thì chị sẽ được một cái gói sản phẩm free, miễn phí để mà xài. Nhưng mà muốn làm được cái việc đó đó, chị phải trở thành nhà phân phối của công ty. Thì lúc đó em nói ok, bây giờ em gọi lên công ty New Skin. Thì công ty New Skin họ đã được huấn luyện để làm cái việc này, và họ hỏi một cái số an sinh của họ một cách rất tự nhiên và rất bài bản. Em cũng không cần phải lo. Ok, kinh nghiệm cho lần sau nha. Qua giờ thất bại hai lần rồi anh ơi. Làm sao nó để em nói cho nghe cái vụ này nghe chị em nghe không? Nghe. Ok, cái này là không phải là thất bại, cái đó là một trong những cái bài học kinh nghiệm mình trưởng thành từ cái sự mà từ chối của người khác thôi. Cái đó là một sự từ chối chứ không phải là một thất bại. Nhưng mà cái nguyên nhân thế này là cái chị này đã được chia sẻ cơ hội từ chị Lan Võ, và chị này muốn thành distributor xài sản phẩm và sign up người khác đó. Nhưng mà chị này rất là kỹ, và chị này nói là sau đó là chị mới kêu con gái chị là người mình không phải là order, mình không có dùng lấy social chị nha. Con gái chị là người người sign up cho chị, cho mình chỉ hướng dẫn cho chị thôi đó. Thành bởi vậy còn cái phần còn lại, tại vì cái phần mà open mind và cái phần ấy là chị Lan Võ đã làm xong, và chị này muốn là một trong người người vừa dùng sản phẩm mà lại vừa đây là hơi vô lý. Ok, nếu đó. Mà cái người đó đã quyết định muốn làm thì chị Lan phải làm liền ngay lập tức ngay lúc đó, không có đợi. Không phải cho em xí cho em nói này, không phải anh Vũ. Không phải chị Lan chỉ chia sẻ chị Trang thôi, còn cái chị này á là chỉ muốn xài sản phẩm thôi, không phải chị. Thì ra là vậy. Anh vậy thì tại vì nếu mà như vậy prefer customer á biết xong là
con nhỏ đó, tại vì hồi nãy anh cũng không biết là tại vì là nếu mà như vậy á, thì mình làm sai một step, mình biết được cái step từ đâu, là nghĩa là con nhỏ đó nếu mà prefer customer mình phải vào cái account của mình mới xài enroll á, hiểu không? Enroll và mình kêu nó đọc email và địa chỉ đó thì mình mới xài prefer customer, còn bản thân nó không có làm prefer customer được. Ủa vậy là sao? Em muốn hiểu cái đoạn này vậy? Đoạn này tôi bị rối rồi. Ok, bỏ qua bên đi, nó anh sẽ hướng dẫn cái phần này Ok. sau. Ok. Ok. Cái người mà Steven này chắc là chú Lì đúng không chú Lì? Là Du. Hello. Steven Tâm Long đó, đúng rồi đó. Của bên chú Lì đó. Chú Lì, what do you do today? Ồ, để cho mình nói cái mình đu ngày hôm qua ngày hôm nay được không? Ngày hôm qua ngày hôm nay. Được. Ok. Ngày hôm qua mình một lần đi trong mall rồi mình mua quần áo thì mình gặp một cái chị, Việt Nam qua 20 năm và bị bắt vô trong bếp làm thợ bếp, thợ nấu cho tới bây giờ không hề biết một tiếng Anh, mà mình phải là cái người help chị order hay là mua cái quần áo. Thì khi mình nhìn cái tay của chị đó, mình nhìn cái tay của chị đó, mình nói ủa tay chị bị sao, chị nói là chị bị phỏng. Nói trời ơi sao chị bị phỏng nhiều dữ vậy, nói chị là thợ nấu. Xong mình mới nêu ra cái vấn đề là chị nấu chị bị cái đau bả vai hay là chị rồi chị phỏng như vậy, thì mình cũng đào sâu cái vấn đề đó vô và mình ngoáy cho nó vết thương cho nó đau ra. Thì mình mới nói là thôi về về em thấy chị rất là tội nghiệp mà bị phỏng như vậy, là chị nấu nó khó khăn cho chị, đau đớn lắm. Thôi bây giờ đó em sẽ ngày mai em sẽ chị gặp em và em sẽ có một cái chai này em đưa cho chị, và khi mà chị bị phỏng sức nó lên liền, cái này em tặng chị nha, em có sẵn em tặng chị, đừng nghĩ về tiền bạc, cái này em chỉ muốn giúp chị thôi. Và chị nói mai 10 giờ chị mới về, cho nó 10 giờ chị về chị sẽ gọi em. Và hồi chiều chị gọi mình một lần, chị gọi mình một lần rồi chị nói nhớ cái chai thuốc phẩm cho chị nha, chị remind mình đó. Và nói ok tối nay chị làm về cứ gọi em sẽ đem chai thuốc cho chị. Đó là trường hợp thứ nhất. Và trường hợp thứ nhì là khi mình đi vô trong trong pub á, mình đi vô trong trong pub á, mình đi với một người bạn á, thì cái chị này hai hai người đi vô cho mình với chị này vô trong pub ngồi chơi, thì có một anh đi ngang qua nhìn cái chị đó, thì xong mình nói, ô hai anh khỏe không, bắt đầu bắt tay và nói chuyện. Thì cuối cùng mình lấy số anh này là bên đây là chuyên môn đá banh rồi làm cái kinh doanh gì đó mình vẫn chưa hiểu rõ. Thì anh hẹn mình là ngày mai đi nhậu, nói ok ngày mai em sẽ đi nhậu với anh này có ba đứa con, một đứa con lớn và hai đứa con nhỏ, và ảnh dẫn nó đi vô trong cái sân golf để học đánh golf. Và ảnh có cái niềm tự hào về con cái lắm. Và một trường hợp nữa là sáng nay mình gặp làm quen được với ba người, sáu người, bốn người từ Atlanta và hai người từ Việt Nam qua, và mình có chụp hình và hỏi thăm, và có hai cô kia thì có tiệm nail và hỏi mình làm gì, nói ồ dạ con chỉ có business, con đi cái business con đi giúp con đi du lịch với làm business, thì bữa nào con có thời gian con chia sẻ với cô chú. Và mình lấy số phone contact đầy đủ và chụp hình lưu lại, và mình nói mình sẽ gửi hình cho những người đó. Đó là mình ngày hôm qua và ngày hôm nay công việc của mình như đó. Ok, thank you anh Vũ. Mấy anh chị thấy không? Mình phải làm cái việc gì đó nó liên quan tới cái business của mình. Nhưng mà ha, đây là nó có một cái nó cũng có cái nhưng mà trong đó. Con người mình nó bị lập trình bởi những cái thói quen, mình đã quen làm những cái việc gì mình thường làm, mình lặp đi lặp lại. Nhiều khi mình làm nó mình cũng không biết. Và mình muốn có cái sự thay đổi với cái sự đột phá. Cái câu mình nghe rất là thường đó. Nên là gì, mình muốn có cái gì đó mình chưa từng có thì hãy làm cái gì đó chưa từng làm. Trong cái business này cũng tương tự như vậy. Mình không có thể nào trong cái 90 ngày này mình làm việc giống như mình làm bình thường. Cái lúc này trong cái giai đoạn 90 ngày là cái giai đoạn mình tăng tốc. Lúc trước mỗi ngày mình làm quen một người thì bây giờ mình phải gấp đôi hoặc gấp ba. Lúc trước á, mỗi ngày mình chia sẻ 2 lần, bây giờ mình chỉ có chia sẻ 4 lần hoặc 6 lần.
Tại vì cái này là nó này là cái giai đoạn mình tăng tốc, mình đạp hết ga, nhưng mà mình chỉ làm 3 tháng thôi, chứ không phải là mình làm đều hết một năm mà bệnh chết à, không có sức lực đâu. Giống như bản thân mình cũng vậy. Trong cái tuần này nè, mình không, thật sự mình không quen. Mình một ngày mình làm á, thật mình đã làm hơn 14 tiếng, có những lúc mình làm 16 tiếng mà 7 ngày liên tiếp rồi. Hôm nay là ngày thứ bảy đó, cho nên mình hơi hơi bị buồn ngủ. Nhưng mà mình nói đó, nếu như mình đánh đổi ha, mình đánh đổi cái 90 ngày này để mình có được cái sự tự do, để mà về tài chánh, về thời gian để mình có thể làm cái việc gì đó mình làm á, thì cái 90 ngày nó rất có giá trị, rất đáng để mình có thể đánh đổi mình làm 16 giờ một tiếng luôn. Cho nên mấy anh chị hãy tự hỏi mình á là nó có đáng hay là không thôi. Nếu mà cảm thấy là đáng cái 90 ngày này thì mình phải làm cái gì đó mình chưa từng làm, đừng để cái lập trình, những cái thói quen của mình nó điều khiển mình phải ráng. Ok, mình đọc cái câu Chu Ly nè. Chu Ly nói là Chu Ly có theo sát một ông bác sĩ chưa đủ, với Chu Ly phải kiếm thêm nữa. Chị Hà có nhắn tin đó là bị là cái nhờ chia sẻ cái faster package. Thì cái chính sách của công ty á, đặc biệt là sao cái trang web của New Skin bây giờ nó có thay đổi, cho nên á là bây giờ mình đi vào đó mình sẽ không tìm thấy được cái faster package. Mình có cái số code của cái package đó, mình bấm vào cái chữ search nó cũng sẽ không ra. Cái introductory package nó cũng lấy ra luôn. Nếu mà mình muốn muốn mua mấy cái package đó đó, là mình phải bấm vô cái hình shopping cart, giống như cái chỗ mà mình check out vậy đó. Thì ở phía dưới nó có cái chữ là add product, thì lúc add product mình bấm vào đó thì cái lúc đó là cái lúc mình bấm vào cái code mình muốn. Còn về cái faster package là chỉ có nhà phân phối, nghĩa là distributor mới mua được, và giá nó là rẻ hơn 10 đồng. Ok, thông thường á, một cái ví dụ như là cái bộ năm á, là cái redesign nutrition package mình mua nó là 375 đồng, nhưng mà nếu mà mình mua nó trong cái faster đó thì nó là 365 đồng. Cái sự khác biệt nha, nếu mà mình mua bình thường thì cái người mà mua đó là được 350 điểm. Còn nếu mà mua trong cái faster đó thì cái người mua đó sẽ có 250 điểm, và cái người tuyến trên, có nghĩa là cái người giới thiệu cái người đó mua, sẽ được 50 đồng tiền cash bonus. Thì cái cash bonus này nó có sự khác biệt với cái commission nha. Cái commission đó là mình được trả ra vào ngày 20 tây của mỗi tháng, nhưng mà cái cash bonus này á, là mình sẽ được nhận mỗi tuần, và đó là cái sự khác biệt. Cho nên nếu mà ai cái người nào đó mà xem cái công việc này là cái công việc ha, mình cũng có thể làm, giống mình nói là mình đi làm nail thì một ngày mình giũa là mình được 100 đô, thì mình hãy xem cái này là cái công việc mình làm, mình đi ra ngoài mà mình đi kiếm hai người, mỗi người mua một cái package mình cũng được 100 đô, cũng có thể làm cái việc đó anh chị ha. Có ai có góp ý gì không? Ngày hôm nay đó, cái để mình nói chuyện với chị Thuận xíu nha. Hello John đây. Hello John đây. Rồi em nghe rồi. Em hỏi về có góp ý không á, thì nói về cái website của công ty á, thì có cái phần hơi thay đổi một chút xíu, thì anh cũng chia sẻ là nếu mình sai vô người á thì không giống như ngày xưa nữa, là cái vấn đề cái form á nó bị hai đi một cái chỗ, cho nên á là khi mà mình sai vô mà mình tìm tìm cái form á, là thứ nhất á là mình phải vô ngay trong chỗ mà đọc
Để anh phải vô anh mới Không nhớ. sao, em có thể mở cái màn hình cho mình xem được. Thì khi mà mình vô đó, đợi anh chút xíu để anh lắp vô cái. Em hiểu cái anh muốn nói gì, tại ngày hôm qua em có đăng ký một người. Ok, mình get in store, mình get in store xong rồi mình mới bấm xuống cái chỗ mà sponsoring đó, thì mình vô cái sponsoring đó nó mới là hiện lên những cái mà refer customer ha, được distributor rồi đó, thì cái phần mà sign in vô nó hơi thay đổi một chút xíu, Đúng rồi. cho nên là anh chỉ góp ý một phần nhỏ gì cho những anh em nào mới có thể là dễ Ok, cảm ơn có anh Tommy rất thể là nhiều. Cái phần này đó, nếu mà mình vô cái trang web newskin.com rồi mình chọn quốc gia Mỹ đó, mình bấm cái chữ ready to sign up, ok, thì nó sẽ ra cái trang này. Nhưng mà nếu mình bấm cái create web account ha, thì nó sẽ vào cái trang nó gọi là create, mình tạo cái trang cho người khách hàng, nghĩa là customer. Mình phải bấm cái chữ là join our team, mình bấm vào đó, mình chọn cái chữ là join our team ở đây. Thì cái join our team này lúc này nó, anh chị thấy không, nó đổi cái màn hình, nghĩa là mình trở thành cái này là cái distributor. Mình bấm join our team này thì nó mới ra cái trang bình thường như hồi lúc trước. Bây giờ nó hai bước, lúc trước là một bước, bây giờ phải hai bước, nó ra được màn hình này. Ngoài ra đó, để mình log in vào cái account của chị mình đây. Ngoài ra mà mình muốn muốn đăng ký cái prefer customer thì nó hơi khác lúc trước một tí. Lúc trước á, là mình phải bấm cái chữ build rồi mình bấm cái chữ enroll thì mới nó mới ra cái prefer customer. Còn bây giờ thì mình là bây giờ nó nằm ở cái cột bên bên trái ở phía trên hết. Đây. Hèn gì hồi nãy mình vô nó làm cho mình lòng còng. Nghĩa là bây giờ mấy anh chị phải bấm cái chữ là getting started, bấm đó nó chạy xuống đó. Rồi nó có cái chữ là sponsoring, là bảo trợ đó, thì nó mới ra cái màn hình như hồi lúc trước. Đây là enroll, nghĩa là bây giờ mình lúc này là mình đã leo enroll a prefer customer, anh chị mới làm như vậy nó mới ra cái link. Đây là cái mình đăng ký một người prefer customer. Chị Hà có nhắn nhủ nha, cái hai cái gói mà mình nói đó, một cái là introductory, còn một cái kia nó gọi là fast start package, một cái là 350 điểm là introductory. Thì khi mà mình giới thiệu cái người nào đó mua thì là mình không có được cái tiền tiền fast start, như là cái tiền tiền cash bonus mình không có. Còn nếu mà mình giới thiệu cái người đó cũng mua bộ năm nhưng mà nó gọi là fast start package, cũng cùng một tên luôn nha, redesign nutrition package, nhưng mà nó là redesign nutrition fast start package, nó có cái số code khác. Và cái khi mà cái người mà mình giới thiệu họ mua đó, họ mua cái code đó thì họ chỉ có được 250 điểm chứ không phải là 350 điểm. Và cái người ở trên là cái người giới thiệu đó, là cái người đó sẽ được 50 đồng tiền cash bonus. Và trong cái conference call mà mình nghe của chị Terry chia sẻ đó, là sắp tới, bây giờ mình chưa có nha, nhưng mà sắp tới mình sẽ có một cái máy, cái là nó gọi là spa salon package hay gì đó, mình quên, mình không nhớ rõ cái tên là gì. Thì mà nó tóm lại á, là cái đó là mình mua bốn cái máy facial spa, thay vì đó mình mua ba cái thì mình sẽ được tặng một cái, nhưng mà mình mua ba cái mình được tặng một cái, mình phải đợi tới gần cả tháng trời mình mới có cái code để mình lấy được cái máy free. Thì thay vì như vậy đó thì nó là một cái package có sẵn luôn, bốn cái máy, mình mua một cái bụp 1.350 đồng mình sẽ có được bốn cái máy facial spa,
cộng thêm. Mấy anh chị nhớ cái luật lúc trước là gì? Mình mua ba cái package cộng thêm mình mua 200 đồng ADR cho tháng này hoặc là cho tháng sau thì mình mới được cái package free. Thì bây giờ cái 200 đồng đó, cái tiền sản phẩm trong đó đó là nó nằm ở trong trong cái gói sản phẩm đó luôn. Thì nó có thêm extra những cái treo, những cái gì đó để mà mình có thể làm demo. Và cái này đó là sẽ trở về cái chiến dịch ngày xưa của Alan Nagao. Có nghĩa là gì? Mình mua một máy, giống như là mình mua 4 máy, mình mua 4 máy, mà cũng giống như là mình mua một máy thì mình lấy ba cái máy kia đó là mình đi bán, chứ không phải là mình đi chia sẻ. Cái chiến dịch của Alan Nagao là đi bán, mình đi bán cho người ta và mình nói với người ta anh chị muốn có cái sản phẩm free thì anh chị chia sẻ với ba người khác nữa, hoặc là anh chị mua giống như mình, giống như một cái cũng mua 1.000 điểm là cái 4 cái máy spa đó mà làm cái chương trình như vậy, là trở về cái chiến dịch ngày xưa đó. Cái này là nếu mà ai còn cái bài PowerPoint cũ của Alan Nagao ngày xưa đó, nghĩa là mình mua một cái, nó như là mình cái package nó có 4 cái, mình mua thì mình giữ một cái mình xài, mình đem ba cái kia mình đi bán. Cái này là bán nha, cái chiến dịch Alan Nagao là bán đó. Ok rồi, có ai góp ý gì nữa không? Thắng ơi, cái introduct package đó, cái đó làm sao search ra được nó, cái number của nó là cái nào? Mấy cái số này bây giờ nó không còn hiện ra nữa anh Vũ ơi. Yes. Mình có thể mình gọi trực tiếp thẳng lên công ty luôn. Hôm qua giống như là anh bỏ vô cái code nó cũng không, mình search vô cái code nó cũng không tìm ra được luôn. Yes. Yeah. Mình phải gọi lên công ty và đồng thời công ty nó ấy lên cho mình thì được. Chứ okay. Cái master package đó, cái new pedicure nó không có, mặc dù mình có cái password, cái mình bỏ nó vô nhưng mà nó tìm không ra luôn. Ok. Nhưng cuối cùng anh gọi lên công ty thì anh vẫn mua được, nhưng mà phải gọi lên công ty. Cái này là nó đang bị bug, nó đang bị cái lỗi của cái up, khi mà nó upgrade lên thôi nó sẽ sửa. Giống như trên cái màn hình mình thấy đó, lúc trước khi mình bấm cái chữ shop á là mình mua đồ đúng không, thì cái cột phía bên phải hết á là nó có cái chữ là introductory package nằm bên đây nè. Bây giờ nó không có nữa, nó lấy ra luôn rồi. Okay. Nó thay đổi cũng nhiều, nó thay đổi cũng nhiều. Ok, ví dụ như vậy, mình hồi giờ mình chưa làm cái fast start package, bây giờ mình muốn hỏi một câu ha, để cho anh chị em kêu. Ví dụ mình sponsor Thắng, và mà Thắng sẽ không là ready cho business, thì mình sẽ cho Thắng cái fast start package đúng không? Đúng. Đúng không? Thì Thắng có thể là mua 3 package không? Gọi vô công ty, how do we say? Mình sẽ nói sao? Thì mình gọi cho công ty, mình nói cái người này là mua 3 gói sản phẩm nhưng mà muốn mua ở dưới cái dạng fast start. Ok, good. Ok, hiểu rồi. Tại vì bản thân mình hồi giờ chưa làm fast start lần nào, mình mới hỏi cho rõ. Như chẳng hạn nó cứ thay đổi, hôm qua nay cái website mới hôm qua khác và ngày hôm nay vô nó khác nữa. Sai à. Lúc mà sai giúp Thảo Hoàng sai up á, mình lòng còng cái chỗ đó mình không phát hiện ra luôn, nghĩa là nó mới hoàn toàn, mình phải mất một thời gian rất là khá dài mình mới tìm ra và mình mới vô được. Nó lại vậy, cái lý do mà mình nghe anh Điên chia sẻ lại, tại vì mình bản thân mình cũng có hỏi đó, là bởi vì đó cái new skin á, thứ nhất là thành lập 30 năm, thứ hai á, là những dòng sản phẩm của new skin nó tập trung vào chống lão hóa là những cái những người mà ở cái độ tuổi 45 trở lên. 45 trở lên mới bắt đầu mới sử dụng những dòng sản phẩm này, và New Skin không đánh vào được thị trường của lứa tuổi trẻ. Cho nên New Skin bây giờ nếu mà mình để ý lại, New Skin đang thay đổi lại hết tất cả để đánh vào cái lứa tuổi mà từ 25 đến 30 mấy tuổi đó. Là bây giờ khi mà vào YouTube thì cái YouTube của New Skin nó cũng thay đổi. New Skin bây giờ bắt đầu ha,
làm cái chương trình chẳng hạn như là livepermanent.com để mình có những câu chuyện gì đó. Rồi New Skin bắt đầu post thường xuyên trên Facebook, có những cái hashtag của New Skin nè. Rồi có những cái Twitter nè, nó tóm lại là đi vào cái thế kỷ 21, đi vào cái social media. New Skin bây giờ đã đi vào cái đà social media mà mình không đi theo kịp á, là cái là rất là ổn. Phải cố gắng nha. À, muốn nghe chia sẻ của Đại hoặc Thành ở Việt Nam, người nào muốn chia sẻ tự anh tự anh miếu cái microphone này mà nói chuyện nha. Alo, Đại Học Thành ơi. Hello Rồi, nghe em rất là rõ. Hello. Ngày hôm qua với ngày Dạ. hôm nay em đã làm cái việc gì mà giúp cho cái kinh doanh của mình đây? Dạ thì hôm qua em đã đi, nói chung cũng chưa có gì nhiều nhưng mà em có gặp giao lưu với bạn bè nhiều hơn và kết nối được với vài người mới. Còn về việc chia sẻ kinh doanh thì chưa, tại vì đây là những người mới hoàn toàn với em chưa tìm hiểu kỹ về họ. Ok. À, ngày hôm nay mình có tìm được cái tấm hình để mình xem cái mình tìm được cái tấm hình đó hay không nha. Cái hình này là trong cái đây có rồi. Ngon. Thì cho mình 1 phút nha. Tại vì có nhiều người mới, nhiều khi mình nói là em không biết khi mà em nói chuyện với một người rồi bước kế tiếp phải sao sao nữa đó. Ví dụ như bây giờ mình có một cái người mới, mình nói chuyện với họ, mình đã chia sẻ như thế nào, chẳng hạn như cái người đó là mình có trao đổi với người đó một một chưa, mình có làm demo chưa, người đó mình có scan chưa, mình có mời cái người đó vào webinar chưa, người đó có giờ bao giờ đi cái BB lần nào chưa. À, xong rồi á, nếu mà xong hết những cái này đăng ký vào với mình thì người đó có khởi động chưa, khi khởi động rồi có trải nghiệm những sản phẩm, có mua sản phẩm gì chưa, có đi những cái chương trình chẳng hạn như là Success Seminar hay là đi những cái trải nghiệm như là thay đổi để thành công hay là và có đi cái Success Olympic chưa. Thì thông thường một cái người nào đó mà trải qua hết những cái này mà cuối cùng có thất bại thì lúc đó mình phải chấp nhận thôi. Và đây là cái như khi mà mình có một người nào đó mình cứ check 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 để cái mát cái check mát cái tên người đó đó là mình biết cái người đó mình đang ở vị trí nào. Dĩ nhiên cái này nó vẫn chưa đủ, mình phải có thêm một cái phần ghi chú chẳng hạn như là Thành hôm nay Thành nói chuyện với người bạn và người bạn đó họ họ đang quan tâm về cái gì thì mình phải ghi lại mình mới nhớ. Hôm qua là do một cái buổi đó là giống như buổi offline bên lớp học của em đó anh, cho nên em vô giao lưu cùng một lớp khoảng 10 người. Ừ, rất hay. À, rồi còn ai chưa chia sẻ đây? Ok, một 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 người học trò coi như là rất giỏi nha, Alo, cũng rất là tự hào. À, em mà hả? mà mời Donna. Số nhà chị số mấy vậy chị hả? Donna ơi. Dạ, hello anh, chào À, anh à. chị. Dạ. Nói đi em. Hello. Dạ, em không có gì chia sẻ anh ơi. Em nghe được rồi hả? À, không có chia sẻ có nghĩa là em không có làm new skin. Không có làm new skin thì sẽ không có kết quả. Ok, em chia sẻ thứ năm á, thì em không có làm tại vì thứ năm là ngày em dành thời gian cho con thì tuy nhiên em cũng lên Facebook kết nối bạn và follow up
những người khách idea. Rồi thứ sáu thì em có liên À, lạc liên với lạc. lại một người bạn trên 20 năm. Tại vì hồi xưa là đi học tiếng Anh lúc mà mới qua Úc á, thì hôm bữa đi chợ tình cờ gặp thì anh đó gọi em tới thì hai người trao đổi số điện thoại. Thì và hôm hôm thứ sáu là hôm thứ sáu bên Úc là tức là ngày hôm qua ở bên Mỹ, em có gọi thì nói chuyện trên điện thoại thì em cũng có tìm hiểu sơ qua cái nhu cầu của ảnh là ảnh đang làm real estate, ảnh là chủ real estate agent. Thì ảnh em hỏi có một câu hỏi em hỏi là để tìm hiểu ảnh có thích cái công việc của ảnh không, thì ảnh không có thích cái công việc của ảnh. Thì em mới hỏi ảnh là nếu mà em có một cái cơ hội kinh doanh mà có thể giúp cho ảnh không có cần phải, tại vì ảnh nói là ảnh làm ảnh không có thích. Nếu mà em hỏi ảnh là nếu ảnh làm thì ảnh làm khoảng bao lâu trong cái kinh doanh đó thì ảnh sẽ về hưu, thì ảnh nói là khoảng 30 năm. Thì em mới nói là nếu mà em có một cái cơ hội kinh doanh, anh không cần phải làm đến 30 năm mà có thể về hưu sớm, thì anh có muốn tìm hiểu không? Tự nhiên người đó phát lên giận quá chừng luôn, kêu có phải đây là cái network marketing không, cái này là bullshit, cái này là lừa đảo. Ảnh giận dữ, ảnh bức xúc lắm. Thì em mới hỏi ủa ý anh là network marketing là sao, thì ảnh mới nói là anh đã làm qua mấy cái này rồi, mấy cái này không có mới lạ gì với anh hết đó, anh làm thời gian nhiều lắm, lâu lắm rồi, nhiều cái network marketing lắm. Thì em mới hỏi ồ vậy hả anh, thì anh đã làm với cái network nào và đã có chuyện gì mà anh không có thích. Thì anh mới nói là những cái người mà đưa anh vô toàn là lừa đảo để lợi dụng cái tên của ảnh rồi bắt phải sử dụng sản phẩm gì đó rồi. Nói chung là lúc đó em cũng bối rối tại vì em chưa kịp nói gì hết, thì ảnh đã giận dữ lắm mà em cũng không biết cách ứng xử như sao. Thì em nhớ cái công thức là mình hỏi lại rồi mình đào sâu, nhưng mà tới lúc đó em run quá em chẳng biết nói gì. Thì em nói ok, ảnh nói là trong trong cái network marketing này không có ai thành công hết. Những cái người mà đưa ảnh vào rồi ảnh kể cả ảnh và những người ảnh đưa vào cũng không có thành công. Thì lúc đó em cũng chẳng biết nói sao. Thì em mới lỡ miệng em nói là nếu như anh nói không có thành công, vậy là những cái người mà anh tiếp xúc không thành công, thì nếu như mà em biết được những cái người thành công thì em mời anh tới gặp được không. Thì lúc đó em lỡ miệng em nói ra thì Hy đã biết được, thì giống như là confirm cho Hy biết là em mời Hy đi làm network marketing. Nhưng mà tại vì lúc đó em thật không biết là em phải ứng xử ra sao, thì lúc đó em mới nói ảnh mới nói nếu mà em muốn liên lạc với anh để hai anh em đi ăn uống hay là coffee á, thì anh happy. Nhưng mà nếu mà em mời anh đi vô network marketing á, thì no 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 anh không có thích. Thì em mới nói ok, nếu vậy thì hôm nào anh em mình đi uống cà phê. Ok rồi em tìm cách em cúp điện thoại. Thì đó là một người đầu tiên mà hôm đó là cái ngày em rất đầy năng lượng, nhưng mà tuy là em nghe như vậy em cũng buồn, nhưng mà sau đó em nói không sao thì cứ để qua một bên để sau này tính. Thì người kế tiếp là một người bạn của em, Susan. Em đã đăng ký cái người này vào New Skin rồi, nhưng mà vì cứ lần nào em follow up thì cũng nói là chưa có ready về cái tài chính. Thì tại vì ở bên Úc của em hơi khác là em được huấn luyện là khi mà người nào vô cứ cứ phải mua một cái business pack là tới 1.000 điểm, tức là 1.950 ở Úc, thì ai cũng ngán hết. Cho nên em nghĩ cái đó là cũng là một cái lý do mà tụi em đi rất là chậm. Thì đa số những người mà em đưa vào là từ chối. Thì cái cô bạn Susan này cứ 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 tìm lý do là nó chưa có ready. Em follow up cũng rất là nhiều lần thì sau đó em cũng bỏ cuộc, nhưng mà bây giờ em nghĩ lại là em nên follow up tiếp. Thì sau
sau một thời gian chắc cũng 3 tháng thì em mới quay lại, là hôm qua em gọi thì cô đó nói là cô đã tham gia cái network tên là Avon, thì em mới nói là ồ vậy hả, thì làm như thế nào, thì cô ta nói là làm rất là tốt, đang làm mới có 3 tuần thôi mà đã lên district manager gì đó. Thì em nói ồ ok vậy chúc mừng Susan, em cũng không biết làm sao, thì em cũng cúp điện thoại. Thì sau đó em research về cái công ty này thì em thấy là cũng có rất là nhiều sản phẩm giống như của Nu Skin mình, là từ head to toes, là có những cái sản phẩm kể cả nutrition luôn. Thì em đang tìm hiểu là về cái cách trả thưởng nhưng mà em chưa tìm ra, thì em định là nếu mà em tìm được cái cách trả thưởng thì em sẽ so sánh hai bên. Nếu mà em thấy Nu Skin nó tốt hơn thì em sẽ quay lại với cô bạn này. Thì ngày hôm đó em chỉ làm được có hai 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 người liên lạc được hai người, thì tới giờ em phải đi đón con rồi, và em kết nối được bốn người bạn trên Face, một người bạn mới trên Facebook, và em warm up với ba người bạn em đã làm quen trong cái thời gian vừa rồi mà chưa có dịp để nói chuyện nhiều. Rồi cái đó là ngày hôm qua, còn hôm nay á, thì em làm homework những cái bài mà em miss out trong cái bootcamp này, rồi em cũng up to date luôn, rồi em làm ra cái kế hoạch để thứ hai này em chia sẻ lại với đội nhóm của em những cái gì em đã học. Thì thường thứ 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 bảy với chủ nhật á, thứ bảy thì em spend time với gia đình, và họ làm những cái gì cần thiết, rồi hoặc là follow up này nọ, chứ em không có đi ra ngoài để chia sẻ. Rồi chủ nhật thì là ngày BB của đội nhóm của tụi em, thì tại vì đội nhóm của em thường hay tới sớm giúp dọn bàn ghế này kia, thì cỡ 11 giờ là em phải rời khỏi nhà, cho nên mất nguyên ngày chủ nhật không làm được gì hết. Dạ. Thì em cũng em học ở trong cái bootcamp này, em cũng có làm cái diary, cái logbook, và cái logbook là em đang nói rồi, to-do list này kia, thì em cũng đang là cũng cố gắng học. Dạ em chia sẻ xong mà anh Rồi, Trung. cảm ơn em. À, mình cũng đã hết giờ nhưng mà cái này là nói cho mấy anh em một kinh nghiệm học ha. Thứ nhất đó, cái chính sách trả thưởng của New Skin có thể nói là gần như là hoàn hảo luôn, không không có công ty nào mà trả tiền nhiều như công ty New Skin hết trơn. Những người nào mà có kinh nghiệm trong ngành network nhìn vào là biết. Nên là bây giờ mình đi theo cái mô hình của network marketing là 5 5 25 125 xuống cái tầng thứ 5 và tầng thứ 6, đó là 3.000 và 15.000. Hai cái tầng đó nó là 18.000 người, có đồng nghĩa với nếu mà mình xây dựng được một cái hệ thống 20.000 người. 20.000 người mà 18.000 người nằm có nghĩa là gì? Là 80% cái tiền của mình là nó nằm ở dưới đó. Và hầu hết những công ty ở ngoài kia trả rất là thấp hoặc là không trả luôn ở tầng thứ 5 và tầng thứ 6. Nhưng mà mình cũng không cần so sánh để làm cái gì, cái người này họ đã bỏ rồi họ đã bỏ thôi. Mà em hãy lấy kinh nghiệm cho cái người kế tiếp sau này em đăng ký vào, là nếu như họ ở trong cái đó, đó là những người có đầu óc kinh doanh, chẳng hạn như em, khi mà em bắt đầu là em mua cái gói business là em mua gần 1.000 1.900 đúng không? Yeah. Thì cũng sẽ có những người khác mua 1.900 giống như em. Thì mình đưa ra cho họ hai cái option để họ chọn. Một là đi nhanh có nghĩa là mua 1.900, hai là đi chậm. Đi chậm đây là họ mua, bản thân em cũng nên vào cái trang web New Skin ở Úc kiếm cái gói sản phẩm nào đó nó khoảng 250 điểm. Thì em Dạ nói với có anh. cái người đó là bây giờ nếu mà không mua nổi cái business builder package á, thì mua cái gói 250 điểm này rồi mình giới thiệu với ba người khác nữa
mỗi một người cũng mua một gói sản phẩm giống như vậy, tổng cộng là 1.000 điểm cho tháng đầu tiên. Ok. Rồi nếu không có mấy không có anh em nào góp muốn góp ý gì nữa thì mình sẽ ngừng webinar ở đây nha. Dạ. Em có cái này nữa anh. Rồi ok em. Alo. Alo. Nghe. Anh có những cái địa chỉ nào mà về các cái bảng xếp hạng hay là những cái đánh giá nào về công ty mình để mà khi mình nói chuyện người ta mình có vài cái căn cứ. Tại vì có một lần em gặp một chú kia, chú đó hỏi, chú đó cũng là dân làm kinh doanh rồi và hỏi em gì nè. Cái gì chứng minh được những gì em nói là thật? Thì thứ nhất là em chỉ có thể chứng minh được cái công nghệ gen là cái video DNA của kênh Discovery. Còn những cái khác về tài chính hay là những cái kia thì em không có cái tài liệu. Em chỉ có nghe nói và ấy thôi. Và những cái website mà đánh giá như cái này đó. À, anh từ hồi giờ là chưa gặp những cái tình trạng này. À, nhưng mà nếu mà em muốn cái người đó muốn tìm hiểu đó. Dạ. Là mình ở trong cái trang web New Skin giống như em thấy trên màn hình, em thấy chưa? Dạ. À, em bấm vô cái chữ Investor. Dạ. Tất cả những gì mà người đó muốn biết nằm trong đây. Dạ. Riêng anh là không, mình không có những cái bối cảnh, những cái gì mà kinh nghiệm về cái ngành tài chính hết á. Anh xem những con số là anh không hiểu gì cả. Dạ. À, chẳng hạn như nó nói là cái năm năm này, tháng này, à, cổ phần nó bao nhiêu, nó lên, nó xuống, anh nhìn vào không biết cái gì hết. Dạ. Ý, tại vì em muốn hỏi là có một cái website nào trung lập để đánh giá trực quan hơn á. Tại vì những cái này là do trên web công ty của mình thì người ta cũng sẽ nói là do công ty nó nói thôi. Đã làm mình công ty mình có niêm yết thị trường chứng khoán Hoa Kỳ mà, những con số mình đưa ra nó phải minh bạch. Dạ cảm ơn anh. Ừ rồi ok. Ok. Vậy thì mình ngừng cái webinar ở đây ha. Dạ.